Những ngày này, nhịp sống làng quê ở xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam như sôi động hẳn lên. Cứ mỗi ngày trôi qua, trên những bức tường, hàng rào của các ngôi nhà ven con đường về thôn Thuận An lại hiện lên những bức tranh sinh động do nhóm sinh viên ngành kiến trúc của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng thể hiện. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với làng chài ven biển miền Trung qua phóng sự ngay sau đây. Dự án làng tranh Tam Hải được hình thành từ ý tưởng làng bích họa Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, được nhóm sinh viên ngành kiến trúc của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng triển khai với mục đích tạo thêm nét đẹp nghệ thuật và độc đáo cho xã đảo Tam Hải. Những bức tranh vẽ lên tường như khắc họa đậm nét cuộc sống sinh hoạt đời thường và nét văn hóa của người dân xã đảo Tam Hải từ bao đời nay. Tam Hải này nó có rất là nhiều điểm đặc trưng, ví dụ như là rừng dừa, và ngoài ra là nó có những con đường nó phù hợp với lại cái nội dung mà mình cần thực hiện trong dự án. Đó là những ngôi nhà nó lập sập, nó san sát nhau, mình có thể tạo được những cái đường tranh đầy màu sắc và mình có thể thực hiện những bức tranh ở trên đó. Cái mục đích tạo ra những làng tranh và đem những văn hóa ở nơi đây vào những cái bức tranh đó. Rồi sau đó là cái việc du lịch nó phát triển khiến cho người dân ở đây nó bớt nghèo, bớt khổ hơn. Từ khi triển khai dự án, nhóm sinh viên thực hiện đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ lãnh đạo địa phương và đặc biệt là sự giúp đỡ tạo mọi điều kiện tốt nhất từ phía người dân xã đảo Tam Hải. Nhóm sinh viên hy vọng khi những bức tranh hoàn thành sẽ góp phần nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường, tạo ra diện mạo mới cho làng quê, góp phần thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch ở xã đảo Tam Hải. Sau khi cái nhóm sinh viên trường Đại học Bách khoa khoa kiến trúc về làm dự án làng tranh xã đảo Tam Hải thì nhân dân người ta rất ủng hộ trên tinh thần vật chất, tạo mọi điều kiện giúp cái nhóm sinh viên của trường đại học này. Khi dự án làng tranh xã đảo Tam Hải đến với quê hương Thuận An nói riêng, xã đảo Tam Hải nói chung, thì đây là một cái việc làm vô cùng ý nghĩa. Nó nói lên sự phát triển du lịch của xã đảo Tam Hải. Để nó phát huy được cái làng tranh này, thì riêng đối với là chủ trương của địa phương, thì trước tiên là tác động thực tế vào cái nhận thức của người dân. Nó sẽ làm cho cái người dân là thay đổi nhận thức về cái môi trường. Đối với Tam Hải thực tế hiện nay là cái môi trường là một trong những cái khó khăn đối với Tam Hải. Và muốn để thu hút được cái du khách đến thì nhân dân, bà con chúng ta phải tự nhận thức và để đảm bảo được cái môi trường cho nó được sạch sẽ. Bên cạnh đó thì nó sẽ minh họa thêm địa điểm nó mang đậm chất của Tam Hải, thu hút được du khách đến và nhân rộng được cái tăng thêm cái khảo sát của Tam Hải. Dự án làng tranh Tam Hải bắt đầu triển khai từ ngày 25 tháng 6 và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 7 năm 2017. Sau khi hoàn thành, làng tranh Tam Hải sẽ cùng với bãi biển Bàn Than và rừng dừa Tam Hải sẽ tạo nên những địa điểm du lịch đặc trưng nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước đến xã đảo thơ mộng này.